Xin chào quý vị khán giả. Tiếp tục những thông tin cập nhật về cơn bão số 3. Lúc này bão đang áp sát vịnh Bắc Bộ rồi. Đi vào vùng biển ấm như vậy thì cấu trúc mây bão đang có những đặc điểm gì đang chú ý? Anh Thanh Tùng từ trường quay thời tiết sẽ cập nhật chi tiết tới quý vị. Xin mời anh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện giờ thì đĩa mây bão vẫn đối xứng. Lúc 7 giờ tối nay thì bão còn cách Quảng Ninh khoảng 360 km về phía đông đông nam với cường độ mạnh cấp 15, giật cấp 17. Tương đương với sức gió là từ 202 đến 220 km mỗi giờ. Khoảng trưa chiều mai thì bão số 3 được dự báo là sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình với cấp 10 đến cấp 12. Sức gió là từ 89 đến 133 km mỗi giờ. Với hoàn lưu bão lớn thế nên là ngay từ đêm nay thì vùng biển ở quanh huyện đảo Bạch Long Vĩ và Cô Tô gió sẽ mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10 đến cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua là cấp 12 đến 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Rạng sáng mai thì vùng ven biển từ Quảng Ninh cho đến Thanh Hóa thì sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão là cấp 10 đến 12, giật cấp 14. Còn khu vực sâu trong đất liền của Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội thì gió sẽ mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9 đến 11. Thời điểm gió mạnh nhất là trong khoảng từ sáng cho đến chiều tối của ngày 7 tháng 9. Với cường độ gió này thì có thể thổi ngã người, quật đổ cây xanh hay là cột điện. Vì vậy trong ngày mai thì quý vị không nên di chuyển ở ngoài đường, không đi ở trên cầu cao. Và diễn biến tiếp theo của cơn bão này thì chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật. Xin được trở lại trường quay thời sự. Vâng, xin cảm ơn anh Thanh Tùng. Như vậy là bão số 3, cơn bão đã thiết lập rất nhiều kỷ lục từ khi hình thành, sẽ chuẩn bị đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ trong một tiếng tới. Lần đầu tiên trong lịch sử, cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 4 đã được ban hành đối với khu vực này. Phóng viên Lan Chi đang có mặt tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ thông tin thêm tới quý vị. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì bão số 3 đang vượt qua eo biển giữa bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam của Trung Quốc. Và điều này thì có ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ, cường độ cũng như là hướng di chuyển của bão khi tiến vào vịnh Bắc Bộ? Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trao đổi với ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Xin chào ông ạ. Thưa ông, cho biết khi mà vượt qua một eo biển hẹp như vậy thì cơn bão này có gì thay đổi ạ? Vâng, chiều tối nay bão số 3 cường độ cấp 16 di chuyển vào đảo Hải Nam, Bắc đảo Hải Nam và đến thủy bên này sau khoảng 3 tiếng thì đã giảm một cấp còn cấp 15. Điều này thể hiện rõ trên đánh mây vệ tinh, đó là cái đỉnh mây đối lưu đã giảm và bắt đối xứng. Thứ hai là cái mắt bão đã không còn sắc nét. Nguyên nhân chính dẫn đến cái sự giảm cường độ này có hai nguyên nhân. Một là khi đi vào vùng này bị ma sát với địa hình dẫn đến tốc độ gió giảm và phá vỡ cái hệ thống của hoàn lưu bão số 3. Thứ hai là vào cái khu vực này thì cái nguồn năng lượng hơi nước chính cung cấp cho phát triển năng lượng để bão phát triển thì đã không còn dồi dào như trước đây chỉ khi hoạt động trên đại dương, dẫn đến là cường độ bão đã bị giảm. Xin cảm ơn ông ạ. Vâng, thưa quý vị, như vậy là cường độ của bão số 3 đã giảm đi một cấp xuống còn cấp 15, tuy nhiên thì vẫn rất mạnh. Vì vậy mà quý vị chúng ta cần phải tiếp tục chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn. Xin mời trở lại trường quay. Cảm ơn chị Lan Chi. Đảo Trần và đảo Thanh Lân thuộc huyện đảo Cô Tô đã ghi nhận gió cấp 9 giật cấp 10, đảo Cô Tô lớn gió cấp 6, cấp 7, cập nhật từ phóng viên Tùng Thư. Đảo Trần là đảo xa nhất của huyện đảo Cô Tô thì đã ghi nhận gió cấp 9 và giật cấp 10 với những hình ảnh được ghi lại ở đồn biên phòng của đảo Trần. Đảo Trần thì là đảo tiền tiêu gần với biên giới Việt Trung nhất, và hiện nay tại đây trên đảo này đang có 10 hộ dân sinh sống và cũng đã được đảm bảo an toàn. Có lúc này thì đại đảo Cô Tô lớn nơi tôi đang có mặt thì gió cũng đã mạnh lên thấy rõ so với cách đây 1 giờ đồng hồ, và gió ước tính là đang ở mức là cấp 5 và cấp 6. Do áp dụng lệnh giới nghiêm cho nên lúc này thì trên đường phố của Cô Tô thì không còn ai di chuyển nữa. Các điểm sơ tán tại các xã là Đồng Tiến cũng như là thị trấn Cô Tô đã đảm bảo sự có mặt 100% của các cư dân tại các điểm sơ tán này. Huyện đảo Cô Tô thì cũng đã thiết lập sở chỉ huy cấp huyện tại Ủy ban Nhân dân huyện và trực suốt đêm nay. Trước khi vào vịnh Bắc Bộ, siêu bão Yagi đã đổ bộ dọc theo bờ biển đảo Hải Nam Trung Quốc sau khi quét qua phía nam đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc. Cơn bão đã gây ra gió giật và mưa lớn ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống của người dân trên đảo. Với sức gió lên tới 245 km/h, bão Yagi đã gây ra tình trạng mất điện một số khu vực, nhiều cây cối bị gió mạnh quật gãy. Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, đây là cơn bão mùa thu mạnh nhất đổ bộ vào nước này và là cơn bão nhiệt đới mạnh thứ hai trên thế giới trong năm nay cho đến thời điểm này, sau cơn bão cấp 5 Barry ở Đại Tây Dương. Hiện 1 triệu dân ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc đã phải rời bỏ nhà cửa đi tránh trú bão ở nơi an toàn. Dự báo cơn bão sẽ đổ bộ lần thứ hai vào lãnh thổ Trung Quốc vào chiều mai dọc khu vực ven biển ở Quảng Tây.
và chúng tôi sẽ còn cập nhật liên tục diễn biến cơn bão số 3 trong các bản tin tiếp theo.